Cầu thủ 17 tuổi gia nhập Manchester United khi còn là một cầu thủ trẻ, tiến bộ qua học viện của câu lạc bộ trước khi ra mắt đội U18 của đội bóng vào năm 2021 khi mới chỉ 15 tuổi. Kobbie Mainoo đã ở đội U23 khi mới 16 tuổi. Sinh năm 2005 tại Stockport, tuyển thủ trẻ người Anh đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Manchester United vào tháng 5 năm 2022 và đã thường xuyên tập luyện với đội 1 trong mùa giải năm ngoái. Kobbie Mainoo được huấn luyện viên Erik ten Hag sử dụng từ băng ghế dự bị một vài lần, bao gồm ở cả ngoại hạng Anh trước Newcastle và Wolverhampton. Cầu thủ này ra mắt câu lạc bộ khi được chọn đá chính ở trận tứ kết Cúp Liên đoàn Anh với Charlton Athletic vào ngày 10 tháng 1 năm 2023. Còn lần ra sân đầu tiên tại Ngoại hạng Anh của anh diễn ra vào một tháng sau đó, vào ngày 19 tháng 2 trước Leicester City. Vào sân từ băng ghế dự bị và đã thể hiện không tồi. Trong cuộc phỏng vấn trước trận đấu với MUTV, huấn luyện viên Erik ten Hag đã được hỏi tại sao lại quyết định để Kobbie Mainoo đá chính thay vì các ngôi sao lớn khác trong đội hình. Ông trả lời, đối với cậu ấy, đó là một cơ hội thể hiện tuyệt vời. Cậu ấy đã thể hiện rất tốt trong trại tập huấn ở Tây Ban Nha, cũng thể hiện rất tốt trước Everton trong trận giao hữu. Cậu ấy xứng đáng được thi đấu, vì vậy tôi rất vui khi trao cho cậu ấy cơ hội. Một số đội bóng ưu tú của châu Âu đã theo dõi sự tiến bộ của Mainoo sau những màn trình diễn của anh ở UEFA Champions League, khiến tương lai của anh trở nên phức tạp khi Quỷ Đỏ muốn có những cái tên tuổi lớn như Declan Rice hay Frankie de Jong ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Nhưng lòng trung thành của cầu thủ tuổi teen với MU chưa từng bị lung lay. Mainoo nói, được ở quanh đội 1 và tiếp tục ra sân nhiều trận hơn là mục tiêu cuối cùng. Tôi muốn ở lại câu lạc bộ này, tôi đã ở đây cả đời rồi. Và ở giai đoạn tiền mùa giải năm nay, khi được thi đấu thường xuyên suốt 3 trận, đặc biệt là đối đầu với Arsenal, sao mai này đã gây ấn tượng cực mạnh. Mainoo chắc chắn đã tận dụng tối đa 45 phút của anh trước Arsenal. Chính Mainoo là người kiến tạo cho tân đội trưởng của Manchester United Bruno Fernandes ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 của Quỷ Đỏ thành Manchester trước pháo thủ Arsenal tại sân vận động MetLife, New Jersey của Mỹ. Cầu thủ sinh ra ở Stockport, Á nữ trung tâm hàng tiền vệ Manchester United, anh kiểm soát bóng sau một đường phát động của thủ môn Tom Heaton. Mainoo sau đó kiến tạo cho Bruno Fernandes tung cú dứt điểm hiểm hóc và sắc bén bằng chân trái, hạ gục đi hoàn toàn thủ thành Aaron Ramsdale, mở tỷ số 1-0 cho Manchester United sau nửa giờ thi đấu đầu tiên. Màn trình diễn của Mainoo đã gây ra một làn sóng phấn khích trong cộng đồng người hâm mộ Quỷ Đỏ. Người hâm mộ lên mạng xã hội dành cho tiền vệ mới 18 tuổi này những lời khen ngợi không ngớt. Kobbie Mainoo là một viên ngọc quý, một fan Man United tuyên bố. Một người thứ hai nói thêm, Mainoo trông không hề lạc lõng chút nào. Cậu ta có thể chơi lùi sâu để hỗ trợ xây dựng lối chơi, có quá nhiều sự điềm tĩnh và cảm quan tuyệt vời của một cầu thủ trẻ như vậy. Một người khác tiếp tục bằng cách nói, Mainoo đã hoàn toàn xuất sắc nhiệm vụ của mình. Cậu ta rất giỏi và thật kinh ngạc khi chứng kiến sự điềm tĩnh như vậy từ một cầu thủ mới chỉ 18 tuổi và bước vào đội 1 của Manchester United. Người thứ tư thì có sự so sánh táo bạo hơn. Declan Rice chắc hẳn đang rất thích học cách chơi tiền vệ phòng ngự bằng cách xem Kobbie Mainoo thi đấu. Trước trận giao hữu của Manchester United và Arsenal ở thành phố New Jersey, huấn luyện viên Erik ten Hag đã được truyền thông hỏi về kế hoạch sử dụng Kobbie Mainoo. Ông trả lời, chúng ta phải xem xét trước mùa giải. Kobbie Mainoo có cơ hội vì cậu ấy xứng đáng. Bởi vì cậu ấy đã thể hiện điều đó ở đội U21 và trong buổi tập của chúng tôi, Kobbie Mainoo đã thể hiện một phong độ cao và bây giờ cậu ấy phải thể hiện điều đó trong các trận đấu. Vì vậy, giai đoạn tiền mùa giải là thời điểm hoàn hảo để kiểm tra Kobbie Mainoo. Cậu ấy là một sự lựa chọn để vào đội hình thi đấu và sẽ có thời gian thi đấu. Chúng tôi sẽ xem, nhưng tôi tin rằng Kobbie Mainoo có thể làm được và chúng tôi phải chờ xem điều đó liệu có xảy ra hay không. Kobbie Mainoo là một tiền vệ trung tâm box to box, người tuyển trạch viên nói rất nhiều về anh, tầm nhìn, kỹ thuật của tiền vệ này. Anh có thể hoạt động như một số 6 hoặc một số 8 ở khu vực giữa sân. Nhiều người đánh giá cậu trai này có nét giống với Paul Pogba. Tuy nhiên, theo chúng mình, anh còn có thể sáng giá hơn rất nhiều so với tiền vệ người Pháp
nếu được chơi đúng theo khả năng phát triển mà bản thân đang có. Đối với anh ấy, đó là một cơ hội tuyệt vời. Anh ấy đã làm rất tốt trong kỳ trại đông ở Tây Ban Nha. Huấn luyện viên Erik ten Hag của Manchester United cho biết với MUTV trước trận tại Cúp Liên đoàn với Charlton. Anh ấy cũng đã chơi rất hay trước Everton trong trận giao hữu. Anh ấy xứng đáng được thi đấu. Vì vậy, tôi rất vui khi trao cơ hội cho anh ấy. Đó là điều xứng đáng. Manu còn hơn Pogba ở chỗ là đóng góp trong công tác phòng ngự. Trong 3 trận đấu ở giai đoạn tiền mùa giải vừa qua, bản thân sao Mai này được ten Hag dùng nhiều trong vai trò của một tiền vệ mỏ neo, đảm nhiệm công việc thu hồi lẫn đánh chặn để giảm áp lực lên hàng phòng ngự. Bên cạnh việc phải cán đáng thêm cả nhiệm vụ điều tiết cũng như kiến thiết lối chơi từ xa, Manu cho thấy khả năng chọn vị trí cực ổn bên cạnh các kỹ năng phòng ngự cần có, giúp anh được đánh giá cao bởi chiến lược gia người Hà Lan. Nhiều người ví copy Manu giống như phiên bản của người anh Casemiro khi phòng ngự, dù chưa đẳng cấp bằng nhưng phần nào có dáng dấp của một cầu thủ trưởng thành trong đó. Đó là một điểm cộng rất lớn của cầu thủ này với ban huấn luyện để có thể được giữ lại, nhất là trong thời điểm kiếm một tiền vệ vừa giỏi phòng ngự vừa giỏi điều tiết quả thật rất khó trong thời đại bóng đá ngày nay. Nói về thứ tốt nhất của Manu thì chúng ta thấy được kỹ năng, phẩm chất mạnh dạn trong cách chơi của cầu thủ này ở các trận đấu. Với giải chuyền bóng ấn tượng, anh không ngại thực hiện các pha chuyền xuyên tuyến hoặc chuyền trong phạm vi ngắn để có thể kéo giãn đội hình đối phương. Chỉ những điều này giúp Manu càng trở nên hoàn hảo khi được chơi trong vai trò của một số 6 lùi sâu hay với những người làm chiến thuật, gọi đó là một deep line playmaker, người kiến tạo lùi sâu của đội bóng trong giai đoạn triển khai bóng từ tuyến dưới. Trong trận gặp Arsenal vừa qua, Manu luôn tự tin nhận bóng trong thế quay lưng rồi thay đổi hướng cơ thể để có thể vượt qua đối phương, chuyển cho đồng đội. Chính điều này luôn giúp các vệ tinh xung quanh như Mason Mount hay đội trưởng Bruno Fernandes ở thế thoải mái khi nhận bóng, đồng thời thoát khỏi những áp lực để tiền vệ này thu hút người. Ngoài ra, bên cạnh khả năng tuân thủ chiến thuật, Manu luôn biết cách hoán đổi vị trí linh hoạt các cầu thủ khác trong đội hình để tìm kiếm khoảng trống từ đối phương. Chính trong trận gặp Arsenal vừa qua, việc dâng cao tùy lúc và vị trí của Mason Mount đã khiến cho Rice hay Havertz gặp khó trong việc theo kèm cậu chàng này, khiến cho pháo thủ lao đao ở khu vực hành lang trong mỗi khi tiền vệ này nhận bóng. Bởi người ta không biết rằng Manu sẽ làm gì với trái bóng ở một khu vực đặc biệt nguy hiểm như là hành lang trong. Chắc chắn, nếu vẫn còn thể hiện tốt như thời điểm hiện tại, không gì là không thể nếu huấn luyện viên Erik ten Hag không giữ Manu trong hàng tiền vệ quỷ đỏ ở mùa giải tới, khi họ phải chinh chiến nhiều hơn ở các đấu trường, đồng thời sẽ tiết kiệm được một khoản phí để mua tiền vệ phòng ngự. Cùng chờ đợi xem cậu bé này sẽ thể hiện ra sao trong các trận đấu tiếp theo ở giai đoạn tiền mùa giải này nhé.